Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Oniichan. Hôm nay Oni xin review một bộ phim vô cùng dễ thương và hấp dẫn luôn ạ. Khi bạn xấu xí, vừa mập lại vừa lùn, nhưng đổi lại là hàng hot, được rất nhiều cô gái mê cái vẻ đẹp lạ lùng này. Phim có tên là Thế Giới Gia Tốc nha các tình yêu. Thế giới thì ảo nhưng tình yêu thì là thật nha. Oni xin cảm ơn tất cả các tình yêu đã luôn ủng hộ và theo dõi Oni. Mong muốn các tình yêu cùng góp cho một like và một đăng ký để kênh Oni được 300.000 subscribe nhé. Và giờ cùng nhau bắt đầu ạ. Vào năm 2046, việc học tập đã trở nên rất tiên tiến, thầy giáo đã không còn dùng đến phấn để viết bảng nữa. Các học sinh cũng vậy, chép bài cũng chỉ cần đến việc dùng cảm biến đánh chữ. Nam chính nhà ta bất ngờ nhận được một mail. Cậu cũng mở nó ra xem thử, được lệnh phải mang 2 bánh mì kèm theo yogurt lên sân thượng vào giờ nghỉ trưa, nếu chậm trễ sẽ bị biến thành nhân bánh. Chính Khứa học chung lớp với cậu đã ra lệnh này. Thế rồi giờ nghỉ trưa cậu cũng phải thực hiện theo, cả bọn biết nơi đây không có camera xem tới, nên muốn cậu không cần phải xoắn lên. Dù đủ số lượng bánh nhưng cả bọn vẫn không hài lòng vì không đúng nhân bánh. Thế rồi cả bọn tiếp tục cho một cơ hội cuối cùng với nam chính, cậu thì chỉ biết vào nhà vệ sinh để chửi thầm tất cả. Thế rồi sau đó trốn vào phòng của toilet, cũng kích hoạt Direct Link, bắt đầu rơi vào một thế giới khác. Ở đây cậu mang hình dạng của một chú heo. Vừa tới đã té sắp mặt, so với tất cả mọi người thì cậu là người khác biệt nhất với hình dạng này, nghe được mọi người thấy hội trưởng. Cậu cũng đến xem thử, mọi người thì đang xin thiết kế avatar của Kuroyuki vì tất cả rất ngưỡng mộ đến vẻ xinh đẹp của cô. Thế rồi Kuroyuki thấy được nam chính, cả hai liền bốn mắt nhìn nhau, thanh niên chỉ mới chạm ánh mắt của nữ thần liền ngất té xuống sắp mặt tiếp, cũng thất vọng vì mình chỉ là một chú heo. Ngọn cỏ ven đường thôi mà, làm sao với được mây, cũng đành bỏ đi và không dám mơ mộng hảo huyền nữa. Cậu đến nơi và khởi động máy, vì nơi đây chính là nơi duy nhất dành cho cậu, đó chính là trò chơi đánh bóng tính điểm. Cậu chán ghét với cái thế giới thực ngoài kia, vì thời buổi này lại còn đi đến trường, thế giới ảo này đã là quá đủ, với trò này cậu đang nắm top xếp hạng, nhưng vẫn muốn mình nhanh hơn nữa, phải tăng tốc đến khi đâm toạc mọi thứ và vượt qua tất cả, bất ngờ cậu đã đánh hụt bóng. Thế là trò chơi kết thúc, bất ngờ một cô gái mèo đến, cô đoán chắc cậu sẽ nghỉ trưa và đến nơi này. Cô khá bất ngờ với level 152 với 263 triệu điểm, liền không biết cậu ta đang làm cái quái gì, có não không, nhưng cậu thì không muốn mình được quan tâm. Thế rồi cô ta cũng rời đi, nhưng vừa tính chơi tiếp thì đã bị đánh thức tỉnh lại thế giới thực, chính cô bạn của cậu đã đánh thức. À mà quên, Oni Review nãy giờ chưa nói tên của nam chính, cậu ta có tên là Haruyuki Arita nha, mà Oni gọi Haru cho dễ nghe nhé mọi người. Cô bạn gọi Haru có tên là Chiyuri. Chiyuri đã thấy việc Haru đi bắt nạt, không hiểu vì sao Haru không đi mách chuyện với thầy giám thị. Haru xem mình đã từ bỏ hy vọng vào đời học sinh, nên cậu không cần ai lo cho mình. Chiyuri muốn mời cậu ăn đồ ăn cậu thích, nhưng đã bị Haru hất hết đi. Cậu cũng bỏ đi, nhưng nhìn lại thì biết mình vừa gây ra lỗi rất lớn, sau đó cũng suy tư về chuyện vừa rồi. Đáng lẽ mình nên phải đi xin lỗi, nhưng lại không can đảm, đúng thật là một thằng hèn, vì đã làm Chiyuri khóc. Cậu tiếp tục trở lại thế giới game ảo để làm chú heo nhút nhát, nhưng khi đến nơi chơi bóng thì thấy kỷ lục của mình đã bị phá vỡ, có người đã đạt đến tận level 166. Tiếp tục té sắp mặt nữa, tiếp tục khóc lóc vì nghĩ mình bất bại ở đây, nhưng giờ đã không còn nữa. Hội trưởng cũng xuất hiện, cô không ngờ loạt điểm cao ngu ngốc này là của Haru. Cô hỏi việc có muốn đạt đến cấp độ tiếp theo không, muốn cậu tới gặp mình vào giờ nghỉ trưa ngày mai. Thế rồi trưa mai Haru cũng đã dũng cảm đến điểm hẹn, đến nơi mọi người hơi tò mò với một cậu nhóc mập mạp đến khu vực lớp trên. Thế rồi người hẹn cậu cũng xuất hiện, Haru cũng được phép vào, cô cũng bắt đầu khởi động máy, cũng muốn Haru gắn dây kết nối vào cổ. Đây chỉ là loại dây mà tình nhân mới được gắn cùng. Thì ra cô muốn cùng Haru giao tiếp bằng tinh thần. Haru không biết đàn chị muốn gì ở mình. Kuroyuki muốn gửi một chương trình đến với Neuro Linker của Haru. Nếu chấp nhận thì khái niệm thực tại sẽ bị phá vỡ, sau đó sẽ được tái tạo theo một cách bất ngờ. Mọi người xung quanh cũng đang chú ý rất nhiều. Haru cũng muốn, vì thật sự có thể phá vỡ được thực tại, và quá trình tái tạo cũng bắt đầu diễn ra. Chương trình này tên là Brain Burst. Khi nó thành công, Kuroyuki sẽ cho cậu biết sự thật, vì một số trường hợp không thể cài đặt thành công. Thế rồi quá trình cài đặt cũng được hoàn tất, nó gọi là Accel World Thế Giới Gia Tốc. Kuroyuki tin tưởng Haru có thể làm được. Vì nghĩ mình đã quyết định đúng với chương trình này, bất ngờ ba thanh thiên bắt nạn cậu đến, liền hỏi về bánh ngọt và yogurt đâu. Kuroyuki biết Khứa tên là Aria, cô liền châm dầu vào lửa thêm cho Haru. Haru vô cùng sốc, Khứa cũng rất tức giận, liền tung một cú đấm ngay. Kuroyuki muốn Haru cùng nhau đọc lệnh giống mình, cậu cũng làm theo với Burst Link. Thời gian và không gian bỗng nhiên ngưng động lại, Haru cũng trở lại thành chư bát giới, cậu cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Kuroyuki cũng đã trở thành nữ thần, Cô nói ra cả hai đang bị ảnh hưởng bởi chương trình Brain Burst, cả hai đã được gia tốc, và đây chính là thế giới gia tốc. Thế giới được tồn tại bởi các Burst Linker. Kuroyuki đến bế Haru lên bàn, hiện tại tất cả đã dừng hoạt động như không hẳn là thế. Không gian này hiện tại là hình ảnh 3D được tạo từ rất nhiều camera, và não sẽ nhận thức thông qua Neuro Linker với quy trình gia tốc suy nghĩ. Nói chung tốc độ suy nghĩ đã tăng lên vài ngàn lần. 1 giây ở chương trình này bằng 1000 giây ở thế giới thực, và đặc biệt Haru còn có thể sử dụng sức mạnh, có thể giải quyết được vấn đề gặp phải vì có rất nhiều thời gian. Haru nhận ra quả đúng, chưa bao giờ cậu có thể tránh được nó, nhưng Kuroyuki vẫn muốn hãy để nắm đấm được tiếp, vì đây là cơ hội tốt. Vì khứa sẽ bị chứng kiến của rất nhiều camera, đây là cơ hội hoàn hảo để trả đũa, vì là một Burst Linker với sức mạnh siêu nhiên, nên việc xử gọn hắn chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Haru quyết định không làm thế, sẽ chấp nhận ăn đòn. Kuroyuki xem đây là quyết định khôn ngoan. Hãy ngừng gia tốc và nhảy về phía sau. Kuroyuki muốn tăng mức thiệt hại lên, thế rồi cả hai cũng kích hoạt cùng trở lại. Thế là Haru ăn trọn một đấm thẳng mặt, Kuroyuki cũng đã ngất đi cùng, máu cũng đã chảy trên đầu cô, camera đã ghi lại tất cả. Kuroyuki không muốn Haru cử động, vì cứ như kế hoạch mà làm, nhóm của khứa Area đã bị tóm. Kuroyuki khen Haru đã làm rất tốt, sau này hai đứa còn gặp nhau nhiều nữa nha cục cưng của chị. Haru cũng không được tháo Neuro Linker cho tới ngày mai tới trường, cũng không được kết nối với Globonet nào hết. Haru cũng làm theo lời của Kuroyuki. Chiyuri đã đợi Haru, cả hai cùng nhau trò chuyện và trở về nhà. Chiyuri đã biết hết chuyện Haru bị đánh ở phòng ăn. Chiyuri cũng hỏi việc Haru có thật đã kết nối cùng Kuroyuki. Haru cũng chắc vậy. Tính nói chuyện hôm qua nhưng bất ngờ Taku đến, thế là cả bọn cùng trở về. Nhưng bất ngờ Taku nhắc về chuyện hôm qua Chiyuri làm bánh. Haru chợt nhận ra, không hiểu vì sao Taku lại biết nó. Chẳng lẽ Chiyuri cũng đã nói chuyện mình bị ức hiếp? Chẳng lẽ đây chính là ý tưởng làm bánh của Taku? Cậu cũng xin phép về nhà trước. Haru không ngờ Taku đã biết mọi chuyện. Cậu biết chuyện về Area sẽ không lặp lại nữa, nhưng cũng đang rất tuyệt vọng về thực tại này, cảm nhận như tất cả mọi người đều cười nhạo và chà đạp mình. Cậu muốn được thoát khỏi nó, bay đến nơi tận cùng của trái đất. Haru tỉnh lại sau cơn ác mộng. Cậu không biết nó làm gì. Cậu xin tiền mẹ mình ăn trưa và rời đi. Nhưng khi bước ra đến cổng thì thế giới gia tốc đã được kích hoạt. Tất cả mọi thứ đều đã bị phá hoại. Chương trình cũng bắt đầu được tiếp tục. Haru thấy mọi thứ là hình ảnh 3D, nhưng bất ngờ cậu đã ở trong một hình dạng khác, đang mặc cho mình một bộ giáp. Bất ngờ một khứa chạy mô tô xuất hiện, hắn xem Haru chỉ là một đối thủ gà mờ và cũng muốn nghiền nát cậu ngay lập tức. Haru cũng bắt đầu nhận ra, cậu cũng cố gắng chạy để tránh né, nhưng cũng đã bị tông trúng. Sau đó cậu cũng kể mọi chuyện lại cho Kuroyuki. Cô xem đây là kết quả với việc đã không giữ lời hứa với mình, vì nguyên nhân chính là cậu bất cẩn kết nối với mẹ mình. Sự thật của Brain Burst này chỉ là một trò chơi đối kháng, có thể chạm trán với bất kỳ đối thủ ở khu vực ngẫu nhiên ở đời thực. Haru không ngờ gia tốc chỉ để chơi game như này, nhưng gia tốc không chỉ để giải trí, buộc phải chiến đấu để duy trì gia tốc. Kuroyuki muốn cả hai gia tốc và giải thích rõ, chư bát giới giá lâm, có một biểu tượng bên trái tầm nhìn của Haru. Đây chính là bảng điều khiển cho game đối kháng Brain Burst. Kuroyuki muốn tạo trận đấu, do kết nối mạng ở trường nên hiện tại chỉ có cả hai. Kuroyuki muốn Haru chọn mình, sau đó không cần đánh nhau đợi hết thời gian hòa là được. Thế rồi Haru tiếp tục quá trình biến đổi giáp cho mình. Đây là màn chạng vạng. Đó là màn hiếm, giáp của Haru được gọi là Silver Crow, nhưng Haru thấy mình vẫn yếu. Kuroyuki nhắc về giấc mơ hôm qua của Haru. Chương trình Brain Burst đã xâm nhập và ghi nhận tham vọng cũng như nỗi sợ hãi của cậu, và sau đó đã tự động thiết kế nên Duo Avatar dựa trên thông tin ấy. Chương trình này cũng không thu nhận lý tưởng, mà nó chính là sự tự ti của Haru. Về avatar của Kuroyuki là do cô tự thiết kế, Kuroyuki đã tự phong ấn Duo Avatar của mình. Vì nó trông thật sự rất ghê gớm, Kuroyuki không muốn nhắc đến nó, muốn hỏi về chuyện lúc sáng của Haru. Haru cũng kể lại những điều đã gặp, và chính là nó Burst Point, đó chính là hiệu số lần mà có thể gia tốc, mỗi lần gia tốc sẽ mất 1 điểm. Cách duy nhất thêm điểm chính là phải chiến thắng và chiến đấu, với đối thủ ngang cấp thắng sẽ được 10 điểm và ngược lại. Gia tốc có rất nhiều lợi trong cuộc sống này, nhưng sau khi ném mùi trái cấm thì cũng sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài chiến đấu để duy trì nó, nếu cứ gia tốc và mất toàn bộ điểm. Tất nhiên Haru sẽ mất đi Brain Burst, chương trình sẽ tự động gỡ bỏ và không bao giờ có thể cài đặt lại nữa, cũng sẽ không bao giờ gia tốc được nữa. Haru nhận ra nếu như vậy mình sẽ không thể gặp được Kuroyuki. Kuroyuki hỏi về dự định tiếp theo của Haru, nếu từ bỏ lúc này cũng không còn bị Area bắt nạt nữa. Nhưng Haru vẫn muốn trả ơn cho Kuroyuki vì đã cứu mình thoát khỏi cuộc sống địa ngục này, cũng nghĩ Kuroyuki đã lên một kế hoạch lớn cho mình từ trước. nhận ra mình còn không đáng để nói chuyện với Kuroyuki, xấu xí, lùn, còn mập ú. Suốt ngày chỉ biết khóc lóc, Haru xem mình thực sự rất vô dụng, ấy vậy mà có thể được kết nối và nói chuyện với Kuroyuki, biết là vậy vì mình chơi game giỏi. Nhưng Haru muốn điều gì hơn thế nữa, nên chắc chắn trở nên xứng đáng với kỳ vọng của Kuroyuki, vì vậy sẽ quyết tâm chiến đấu như một Burst Linker. Kuroyuki cũng xem mình là một học sinh trung học vô dụng và ngốc nghếch, nên mong Haru đừng cố tách mình ra khỏi xã hội, hãy cố gắng chấp nhận và thử thách nó. Haru cũng đã hiểu ra được tấm lòng của chị mình, Kuroyuki thì cảm ơn tấm lòng của Haru, nói ra mình đang gặp vấn đề và cần đến sự giúp đỡ, Haru cũng muốn giúp đỡ ngay. Kuroyuki muốn Haru hãy học cách chiến đấu trước đi đã, trở về thế giới thực, Haru không biết mình có thể làm được không. Chiyuri đến, muốn hỏi một ít chuyện quan hệ giữa cả hai là như thế nào, Kuroyuki thì nói ra mình chỉ ngỏ lời với Haru và bị từ chối. Tất cả nghe vậy đều rất sốc, trong đó có cả Haru. Haru nghĩ mình sẽ bị mọi người ăn hiếp khi Kuroyuki nói như thế. Kuroyuki nói ra mình chỉ nói sự thật. Còn chụp hình lại khoảnh khắc của Haru, Kuroyuki nói ra mình đã từ chối hàng chục người, nhưng chính Haru là người đầu tiên từ chối mình. Neuro Linker sẽ kết thúc kết nối ngay sau khi bước chân ra trường, nên Haru buộc phải gia tốc trước khi có người thách đấu, sau đó tìm cách và thách đấu với Astroler. Đây thực sự chính là trận đấu đầu tiên của Haru, thế rồi thế giới gia tốc được kích hoạt ngay, Haru bắt đầu nhớ lại lời của Kuroyuki, hiện tại Haru chỉ có thể đấm và đá. Tuyệt chiêu duy nhất chính là thiết đầu công, Kuroyuki muốn Haru hãy tin vào cơ thể mà chính mình tạo ra, Haru cũng đang đợi đối thủ mình đến. Cũng không muốn mình là một Haru vô dụng nữa, thế giới này mới chính là hiện thực của mình, một đạp thẳng mặt vào Astroler, thanh niên nằm sắp mặt dưới đất. Haru tiếp tục di chuyển lên phía tòa nhà, vì nhớ lời của Kuroyuki, tất cả kỹ năng của Astroler đều tập trung vào chiếc xe, nên hầu như hắn không có khả năng cận chiến, nên hãy cứ tiếp tục ẩn nấp và chờ đợi thời cơ, các người chơi khác xem và công nhận Haru rất tuyệt. Nhưng Astroler không để cậu có thể dễ dàng như thế, hứa dùng xe kích hoạt bô xăng lửa 72 sổ trái của mình, sau đó chạy thẳng lên tòa nhà, bay thẳng đến chỗ của Haru. Haru không ngờ mấy miếng gạch văng chúng mà cũng bị mất máu. Astroler nói ra mình đã lên level 2 sau khi thắng Haru sáng nay, hắn đã dùng điểm lên cấp đó học thêm kỹ năng leo tường. Xem ra quyết định này đã đúng đắn, thế rồi tiếp tục cuộc rượt đuổi một xe một người, Haru tiếp tục nhớ đến những lời hướng dẫn của Kuroyuki, nói về những điểm mạnh, điểm yếu của bộ giáp của Haru, nói cách khác bộ giáp của Haru hoàn toàn vô dụng với thuộc tính của Astroler, nên chỉ có một lựa chọn duy nhất là chạy trốn cho đến khi hết giờ, nhưng Haru vừa bị tông một cú mạnh, thế rồi khứa tiếp tục hải quay xe tiến về phía Haru. Haru quyết định sử dụng kỹ năng đặc biệt của mình, mọi người phải ồ lên vì nó, nhưng được gì và mất gì. Mất luôn nguyên cái mạng, Haru bị cán nhẹp lép như con tép, Haru khá tức giận với bản thân, cậu nhìn lên thì thấy Kuroyuki đang theo dõi mình. Quyết định mình không được như này, dù có thua phải chiến đấu tới cùng, vì có làm con tốt thí của Kuroyuki có khi còn chẳng được. Thanh niên Astroler thì vẫn Haru suy ngẫm, vì thế giới này cũng giống với thực tế, nên chắc chắn khứa sẽ có điểm yếu nào đó, dù gì xe thì cũng phải chạy bằng xăng, mà xăng thì phải đổ. Thế rồi cậu cũng đã nhìn ra, Haru quyết định mình phải nhanh hơn hắn, cậu thành công né được cú tông, sau đó thành công nắm vào đuôi xe của hắn, sau đó bắt đầu kéo người ma sát với mặt đất, thanh máu của Haru thì vẫn đang liên tục giảm. Astroler vô cùng tự tin thỏa mãn, thế rồi Haru nghĩ cũng đã đến lúc, cậu thành công dở xe của Astroler lên, thanh niên lên ga hết cỡ cũng không đi được. Có ở dưới đất đâu mà chạy, hiện tại Astroler đã như con cá mắc cạn, mọi người cũng bắt đầu theo dõi Haru. Astroler tức giận, hắn quyết định bỏ xe lao vào Haru, Haru thì cũng đã kích hoạt tuyệt chiêu của mình. Thế là Astroler liền trắng ống máu của mình ngay, Haru cũng trở về hiện thực, cậu đã vượt qua được Astroler. Kuroyuki còn bất ngờ khi nghe Haru đã chiến thắng Astroler ở level 2. Thế rồi muốn Haru tìm chỗ nào đó cùng nhau ăn mừng, Chiyuri thì đang sôi máu khi thấy cả hai vui vẻ. Chiyuri không biết Kuroyuki đang có ý đồ gì với Haru, rất tức giận vì không biết cô ta đang làm gì, Haru thì không biết giải quyết sau giữa tình huống này, cả hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Kuroyuki còn nói ra mình sắp hẹn hò với Haru, thanh niên nghe vậy thì nghĩ tận thế đến rồi, Kuroyuki thì kéo Haru đi theo mình, Haru không hiểu cách giải quyết vấn đề của Kuroyuki. Nhưng cô nói ra việc kích Chiyuri để làm rõ một vài chuyện, chuyện này thì liên quan đến việc lý do Kuroyuki chọn Haru, thế rồi Kuroyuki dẫn Haru đi ăn mừng chiến thắng đầu tiên. Cả hai vẫn tiếp tục giao tiếp bằng tinh thần với nhau, Haru không biết cảnh lên cấp sẽ như thế nào, được biết có trên 1000 Burst Linker, nhưng chỉ có vài người đạt đến cấp 4, còn đến cấp 7-8 chỉ là chỉ huy của các nhóm, họ giống như các bang phái đại loại, bọn họ thường được gọi là Legend. Hiện tại ở thế giới gia tốc được chia ra thành 6 Legend chính và 6 người level 9 đại diện cho tất cả, với 6 màu riêng biệt cho từng Legend. Họ là thuần sắc lục vương, hiện tại sau 7 năm phát hành, chưa ai có thể đạt được đến level 10. Nếu muốn đứng đầu toàn server thì chỉ cần 5 trận thắng, buộc phải chiến đấu với các Linker level 9, nhưng thua một trận thì sẽ mất toàn bộ điểm và cũng lập tức out khỏi Brain Burst. 7 năm qua chương trình này vẫn là một bí ẩn với phần đông thế giới, chính vì do yêu cầu của nó. Quan trọng nhất là buộc phải đeo Neuro Linker suốt đời, nó được sản xuất ra thị trường vào 15 năm trước, nên hiện tại không có một người tham gia nào trưởng thành cả. Lớn nhất cũng chỉ có 15 tuổi, nhưng khi gỡ nó tất cả dấu vết sẽ biến mất. 2 năm trước một vị thủ lĩnh trẻ đã đạt tới level 9 và đồng thời biết được cách tàn nhẫn lên level 10. Tưởng đâu có một cuộc chiến tranh giành quyền lực đẫm máu, nhưng các thủ lĩnh đã có một quyết định chung, họ soạn một hiệp ước không gây chiến. Sau đó chia cho từng người cai trị, Kuroyuki xem nó là đạo đức giả, vì nói gì họ cũng đã săn rất nhiều người để đạt level 9. Cô cũng đã từng thách đấu với các thủ lĩnh, thực chất có tận 7 người, dù là kẻ thù của nhau, nhưng tất cả đều bị ràng buộc bởi một hiệp ước hòa bình. Cho đến một đêm cách đây 2 năm, Hắc Vương đã phản bội và tìm cách săn đuổi họ, và người đó chính là Kuroyuki. Black Lotus, cô cũng chém đầu của Hồng Vương, người kêu gọi hòa bình trước mặt mình, Tử Vương bạn gái của hắn đã gào thét một cách đau khổ. Lam Vương cũng phẫn nộ, dù đã ra sức chiến đấu nhưng không thể đánh bại thêm một ai nữa, hiện tại Kuroyuki cũng đã chạy trốn suốt 2 năm kể từ lúc đó, nên cũng mang danh là kẻ phản bội lớn nhất thế giới gia tốc, vừa là kẻ địch chung, vừa là biểu tượng của sự hèn nhát. Tất cả là vì ước mơ lên được level 10 của mình, nếu đạt được nó thì sẽ gặp được người lập trình và tìm ra ý nghĩa thật sự của Brain Burst. Đây là mục tiêu cuối cùng của Kuroyuki. Haru cũng cảm nhận ra thêm một vài điều của Kuroyuki. Haru nói ra dù như thế nào thì cũng chọn việc giúp đỡ cô, cũng muốn một ngày nào đó mình đạt level 10. Kuroyuki cảm ơn Haru rất nhiều, quả nhiên quyết định của mình quả không lầm. Kuroyuki tiếp tục kể tiếp chuyện của mình, đã ẩn mình trong suốt 2 năm qua. Nhưng vì địa vị xã hội mà buộc phải kết nối một mạng mỗi ngày, Haru cũng nhận ra đó chính là mạng của trường học. 2 tháng trước Kuroyuki cũng đã bị thách đấu tại mạng cục bộ của trường, bởi một ai đó trong trường, và trận chiến đó, Kuroyuki nghĩ người đó đã phát hiện mình chính là Hắc Vương Black Lotus, nhưng may mắn cô đã kịp trốn thoát. Tưởng sẽ có cuộc tấn công ngoài đời thực, nhưng hiện tại vẫn chưa có ai tiếp cận cô ở ngoài đời, mặt khác thì đã bị người đó thách thức hơn 10 lần ở trường trong suốt 2 tháng vừa qua. Kuroyuki nghĩ chắc có thể hắn muốn dành tất cả điểm về riêng cho mình, và cũng có thể hắn đã bán thông tin ngoài đời của Kuroyuki cho các thủ lĩnh khác. Cách giải quyết lúc này là cần tìm ra được thân phận thực sự của hắn. Haru cũng đã nghĩ ra cảnh có thể tìm ra hắn, vì học sinh phải luôn kết nối mạng khi lên lớp, nên sẽ không thể từ chối lời thách đấu, nên có thể lấy nó và tìm ra dấu vết của hắn ta. Nhưng Kuroyuki đã nghĩ ra điều này và đã thử qua nó, nhưng thực lạ là không có ai cả. Chỉ có duy nhất tên mình trong danh sách lúc đó. Kuroyuki đoán hắn đã chặn lời khiêu chiến, cũng đoán có thể hắn là một siêu hacker đủ trình để có thể điều chỉnh một chương trình. Duo avatar của hắn là Cyan Pile, nằm ở level 4, thuộc tính xanh lam nhạt và nổi tiếng với chiến thuật cận chiến. Kuroyuki đoán chắc hắn cũng rất sợ bị mất điểm, vì kiểu hành động như này nói lên một linker rất cần điểm. Và một thông tin quan trọng hơn nữa, Gaikosho sẽ chỉ hướng kẻ địch ngay sau khi bắt đầu, màn đấu sẽ giữ nguyên bố cục so với hiện thực, nên chỉ về hướng nào thì kẻ địch ngoài đời cũng nằm hướng đó. Nên ở trận đấu tiếp theo, Kuroyuki muốn Haru hãy theo dõi và ghi nhớ vị trí của Cyan Pile. Với hai hướng cùng nhắm thì chắc chắn sẽ biết được thân phận thực sự của Cyan Pile. Bất ngờ người mà Kuroyuki nghi ngờ chính là Chiyuri. Haru không tin được điều này vì Chiyuri chơi game rất tệ. Cũng chẳng phải loại người thích săn đuổi người khác, nhưng hành động của Chiyuri lại khiến Kuroyuki rất nghi ngờ, có thể do nghĩ đã bị hớt tay trên. Vì đã tiếp cận Haru trước nên Chiyuri mới làm như vậy. Haru quyết định làm sáng tỏa chuyện này. Haru thử việc mình sẽ kết nối với Chiyuri. Nhưng thế rồi thanh niên lại không hiểu vì sao mình lại hứa là kết nối. Vô tình tiếp tục gặp Taku đang đi tập luyện. Cả hai tiếp tục tâm sự trò chuyện với nhau, vui vẻ hỏi thăm mọi chuyện về nhau. Haru hỏi ra việc Taku có nghĩ Chiyuri sẽ làm hại đến người khác vì bản thân không? Taku hỏi ngược lại, Haru chắc chắn là không có. Taku xem đó là câu trả lời và mong Haru đừng nghĩ về chuyện đó. Taku cũng xin đi tập luyện tiếp, Haru thì chắc chắn là không thể nào. Thế rồi Haru đến tìm Chiyuri. Cậu mong Chiyuri hãy kết nối với mình. Thanh niên vào phòng và bất ngờ thấy cái mà mình muốn thấy. Chiyuri cũng lấy dây để cả hai kết nối. Sau đó cũng nằm ra cho Haru muốn làm gì làm. Làm ở đây là kết nối với nhau nha mấy ní tui. Thế rồi Haru cũng đã kết nối thành công. Cậu thì vừa xin lỗi chuyện hôm qua vừa bắt đầu làm việc của mình, vì không muốn thấy Taku thương hại mình, muốn cả ba đều đứng ngang hàng với nhau. Chiyuri xem ra Haru đã hiểu lầm. Vì Taku không biết rõ mọi chuyện, đã rất lâu rồi Haru mới chịu mở lòng như thế này, cũng biết cậu đã tự mình chịu đựng rất nhiều thứ. Nhưng nó cũng rất là ích kỷ, vì đã là bạn bè thì phải tâm sự với nhau chứ. Chiyuri chỉ muốn cả ba sẽ luôn sát cánh cùng nhau. Nhưng không hiểu vì sao Haru lại chọn theo Kuroyuki, bỏ người ta chỉ trong một ngày, trong khi người ta lo lắng cho bao năm qua, anh thay đổi rồi, anh hết yêu em rồi. Này lời của Oni nha, Chiyuri khá tức giận với hành động của Haru. Haru thì không để tâm đến nó, nhưng Chiyuri thì là có, vì từ lúc lên trung học thì đã không còn quan tâm đến mình nữa. Bơ nhỏ luôn, nhỏ khóc luôn, Haru thì xem là do Chiyuri có bạn trai nên giữ khoảng cách, mẹ thì nói có bồ bồ chứ cũng vẫn không thay đổi tình cảm của cả ba. Mệt mẻ ghê chưa, Haru xem cả ba đã không còn nhỏ nữa, bây giờ Taku đã đẹp trai và Chiyuri lại càng dễ thương hơn. Ở bên cả hai Haru xem như mình đang tàn hình biến mất, Chiyuri xem Haru đã tự ti với bản thân quá, dù gì Haru cũng có rất nhiều điểm tốt. Kết luận, mẹ chỉ muốn luôn có hai người bạn thân, nhưng có lẽ là không được rồi, mẹ cũng ôm lấy Haru. Haru thì giờ mới nhớ ra nhiệm vụ kết nối của mình, cũng tiếp tục vừa xin lỗi vừa làm tiếp nhiệm vụ. Haru cũng chắc chắn Chiyuri không thể là Cyan Pile. Nhưng bất ngờ thông tin lại bị giật lắc, Haru đã phát hiện ra là một backdoor, cậu nhận ra kẻ lắp đặt này ắt hẳn đang quan sát. Nếu muốn bắt hắn thì phải giả vờ không biết, Chiyuri không muốn Haru làm đầy tớ của Kuroyuki nữa, nếu được thì hãy cố gắng trở thành bạn trai. Và chắc chắn Haru sẽ trở thành tâm điểm của cả trường. Haru cũng cảm ơn và kết thúc nhiệm vụ kết nối, cậu cũng xin phép rời đi, mà ơ kìa. Hôm nay mẹ mình không có nhà á, thế rồi mẹ liền nhào dô kiếm ăn liền, Kuroyuki cũng đến và thoát y. Thì ra mọi chuyện là do thanh niên mơ, mơ cũng hay ghê, thế rồi cũng tự nghĩ mình lại tồi tệ đến vậy. Buổi sáng thanh niên tiếp tục gặp được Kuroyuki. Cô xin lỗi chuyện hôm qua mình cư xử như vậy, còn đòi hỏi việc Haru phải đi kết nối với Chiyuri. Haru chỉ biết ơ kìa, làm rồi mất tiêu rồi, Kuroyuki cũng ơ kìa, nói chơi làm thiệt ní. Hỏi rõ ở đâu, nhà Chiyuri, chính xác nơi nào, trong phòng, độ dày dây cáp bao nhiêu, 30 cm nhé, rồi liền tới câu chuyện ngay. Lăng ba vị bộ liền được Kuroyuki kích hoạt. Giờ nghĩ chưa Haru không biết Kuroyuki đã bị sao, muốn đi tìm hiểu nguyên nhân và lý do. Bất ngờ Haru được phỏng vấn. Vì hiện tại mọi người đang nghĩ cậu đang hẹn hò với Kuroyuki, các lần kết nối đều được mọi người phát hiện. Thanh niên chỉ biết đánh trống lãng em nào có biết gì đâu. Cũng ngáo ngơ kể lại chuyện xảy ra sáng hôm nay. Thế rồi cả hai con bạn phỏng vấn chắc chắn cả hai đang có vấn đề gì, vì nếu không sẽ không phải nổi điên lên khi kể đến người con gái khác. Bởi vì em đang ghen thôi mà, bởi vì em đang yêu thôi mà, bởi vì em đã quá yêu em. Haru tiếp tục chui vào toilet, tự nhủ với lòng là đó là nói dối thôi. Why itezat, vì Kuroyuki có tất cả mọi thứ, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng. Không hiểu vì lại đặt hết niềm tin vào thằng em này, thanh niên quyết không đặt hy vọng để rồi phải tan nát cõi lòng về sau. Thôi nghĩ nên lùi bước về sau để thấy chị rõ hơn thì hợp lý. Tan học Haru trở về. Cậu thấy được Kuroyuki đang đứng làm cái méo gì đấy. Tính vô tình bước qua đời nhau, nhưng Kuroyuki chào em, chị đứng đây từ chiều. Thế rồi vừa đi vừa khóc, à nhầm vừa đi vừa nói, Kuroyuki xin lỗi chuyện lúc sáng, không biết sao mình lại như vậy. Haru nói ra mình đã phát hiện Chiyuri có liên quan đến Cyan Pile, Kuroyuki muốn cả hai kết nối để nói chuyện, vì chuyện quan trọng không để ai nghe lén được. Mà chị lỡ làm đứt cáp sợi cáp cả hai thường dùng rồi, nên giờ chỉ còn loại ngắn thôi. Chị hay quá chị ơi. Haru nói ra kẻ thù của Kuroyuki đã gửi virus vào Chiyuri để tạo ra một backdoor. Đó là lý do hắn xuất hiện trong game nơi có tọa độ của Chiyuri. Kuroyuki cũng thấy Haru cư xử rất lạ, nghĩ là đang giận mình, nhưng Haru chỉ muốn tập trung vào vấn đề chính. Haru đã không làm gì vì sợ hắn phát hiện, nên chỉ kiểm chứng lại nó. Kuroyuki xem chuyện này hơi vô lý vì chưa nghe đến vụ hack như này bao giờ. Haru xem ra tin hay không là tùy chị. Chị nghĩ gì tùy chị nhé, muốn làm gì làm, vì mình chỉ là một con tốt, một công cụ để bị bảo. Kuroyuki biết chắc Haru đang giận mình, biết mình cư xử quá đáng nên cũng thật sự xin lỗi Haru, nhưng thiệt tình cảm xúc của mình có liên quan đến Haru và Chiyuri. Nhưng Haru cho nó là quá đủ, thấy chị vậy em đau lòng lắm, biết chắc Kuroyuki đang rất ghét bản thân mình. Lúc nào cũng muốn tỏa ra mình hoàn hảo, đó là lý do đã hạ thấp bản thân và tỏa ra tốt bụng với em. Nên Haru quyết tâm sẽ làm theo bất cứ điều gì chị muốn, nguyện làm nô lệ cho em, nguyện yêu em suốt cuộc đời, ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ, nên tốt nhất hãy đối xử với mình như bình thường. Một cú tán sắp mặt trời đất của Kuroyuki, đồ ngốc, nước mắt em rơi nhưng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Bất ngờ một chiếc xe mất lái lao thẳng vào chỗ cả hai liền kích hoạt để bước vào thế giới gia tốc. Tí nữa cả hai đã toang mạng, nhưng thời gian vẫn tiếp tục chuyển động. Haru cũng không hiểu vì sao xe tự lái lại làm ra như vụ tai nạn như này. Haru giờ phát hiện ta chính khứa Area là người điều khiển nó, cũng đoán chẳng lẽ chính hắn là Cyan Pile. Kuroyuki thì xem có lẽ hắn đang trả thù, cô cũng xin lỗi vì chính mình đã làm ra nguyên nhân tất cả mọi chuyện, cũng hứa nhất quyết sẽ bảo vệ em cưng bằng mọi giá. Cũng nói ra cho Haru biết năng lực gia tốc cuối cùng và đặc biệt của Brain Burst. Haru thì muốn bảo vệ ngược lại Kuroyuki, nhưng từ khi đạt level 9 thì mới có thể sử dụng nó. Còn tiêu hao tận đến 99% điểm hiện có, vì mình là người đỡ đầu, nên Kuroyuki muốn mình phải có trách nhiệm. Trong thời khắc này mong Haru hãy tin tưởng những lời cuối cùng của mình. Haru à, chị yêu em, chưa bao giờ cảm thấy mình giống như này, hoàn toàn không thể kiểm soát được nó. Điều đó khiến mình luôn bối rối, em luôn ở trong tâm trí chị, và điều đó khiến mình vừa hạnh phúc, vừa đau khổ. Nên đã đoán là vì đã lỡ yêu em rồi, chẳng dám hứa xa xôi, Haru không biết vì sao lại yêu một người như mình. Ừ thì đâu ai muốn làm người bình thường khi yêu, 6 năm trước mình chỉ khao khát mình là người có được sức mạnh, đánh bại vô số kẻ thù. Tuy vậy cũng không đạt được điểm cao như Haru, muốn Haru nghe rõ, em chính là người nhanh hơn bất kỳ ai khác, chắc chắn một ngày sẽ là người nổi tiếng nhất trong thế giới gia tốc. Đánh bại tất cả nhà vua và chạm đến nguồn sức mạnh của Brain Burst, mình đã choáng ngợp thở luôn. Sau khi thấy Haru đánh bóng chuyền, vì một con người không thể di chuyển nhanh đến như vậy, ở thực tại thì lại vô cùng đáng thương và mỏng manh. Chị muốn ôm em thật chặt và bảo vệ em, mâu thuẫn tiếp nối mâu thuẫn, nên đây chính là tình yêu. Hôm qua cũng chính là lần đầu tiên Kuroyuki thấy mình ghen trong đời. Cũng muốn nói ra tất cả ở thế giới thực, nhưng cũng phải đến lúc cả hai phải chia tay. Mong em hãy nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn nữa nhé tình yêu của chị. Haru không hề muốn, vì mình chưa bảo vệ được Kuroyuki một lần nào cả. Rồi kiss me, chị hứa cả hai một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau. Kuroyuki cũng bắt đầu kích hoạt sức mạnh đặc biệt của mình, thế rồi đột ngột biến mất, lúc này cơ thể thực đã bắt đầu gia tốc. Kuroyuki cố gắng cử động cơ thể mình, Haru chứng kiến tất cả, chị yêu thì tiếp tục nói ra hết những lời tâm tư từ lòng mình. Thời gian ngắn ngủi ở bên Haru vô cùng tuyệt vời, Kuroyuki cũng thành công đẩy thực thể của Haru ra khỏi vùng nguy hiểm và mọi chuyện sau đó đã trở về thực tại, Haru dần tỉnh lại. Nhưng Kuroyuki thì đã không thể, cô cũng được đưa gấp đến bệnh viện, ca phẫu thuật cấp cứu cũng bắt đầu. Thời gian thì dần trôi, Haru thì vô cùng tuyệt vọng bên ngoài, y tá đến đưa cho cậu cái ví của Kuroyuki. Cậu làm rớt nó, bên trong chính là hình của cậu, cậu chỉ biết tuyệt vọng trong nước mắt. Kuroyuki hiện tại đang rơi vào trạng thái người thực vật. 12 tiếng đồng hồ tiếp theo sẽ quyết định mạng sống của cô, y tá khuyên cậu hãy về nhà nghỉ ngơi, ngày mai người nhà của Kuroyuki mới đến. Haru không muốn để Kuroyuki phải một mình khi đang tranh giành lại sự sống cho mình. Y tá cũng hiểu ý của Haru và sẽ mang chăn cho cậu. Haru hỏi việc Kuroyuki vẫn còn đeo Neuro Linker. Y tá cho biết nó vẫn đang kết nối với mạng lưới của bệnh viện. Thế rồi Haru mở thế giới gia tốc. Cậu liền thử xem ở đây có người chơi nào không. Vì biết chị yêu mình đã mất đi 99% điểm, nên ai tấn công lúc này thì chắc tiêu. Cậu nghĩ đây là bệnh viện nên chắc sẽ an toàn, nhưng nghĩ lại vẫn còn Cyan Pile. Nếu hắn xuất hiện, mọi thứ sẽ kết thúc. Haru quyết bảo vệ người yêu mình bằng mọi giá. Đêm đó cậu vẫn trực ở bên ngoài, quyết định không để ai đến gần thách đấu với Kuroyuki. Tên hacker cũng đã đọc được thông tin này thông qua Chiyuri. Trời cũng đã sáng. Haru đã thức cả đêm, bắt đầu cũng càng lúc càng đông người. Cậu vẫn mong chị yêu mình mau tỉnh lại. Bất ngờ Taku là người xuất hiện. Haru tưởng cậu ta đến thăm bệnh, nhưng suy nghĩ lại thì vì sao cậu ta lại đến đây? Thấy được có vẻ cậu ta tự tìm đến, cũng đã nhận ra người đã cài virus vào để sử dụng Chiyuri, vì Taku chính là người duy nhất có thể. Thế rồi quả đúng, Taku và Haru cũng đã đồng loạt kích hoạt Burst Link. Haru không ngờ Taku chính là Cyan Pile, cậu cũng tốc độ đưa ra lời thách đấu ngay. Haru kích hoạt giáp của mình, Taku cũng đã trang bị bộ giáp của mình, cậu ta đã xuất hiện trong thân phận của Cyan Pile. Taku cũng khá ngạc nhiên khi Haru là một Burst Linker. Cũng nhắc việc Haru kết nối với Chiyuri ở trên giường, thanh niên cũng đã sôi máu não khi thấy được tất cả. Taku giờ cũng trách ngược lại việc mà Haru đã làm. Ghen tị với việc Chiyuri thích chăm sóc Haru hơn là nắm tay mình, nhưng cho rằng việc chọn mình là sáng suốt, vì ở bên cạnh người đứng đầu về học tập lẫn kiếm đạo thì tốt hơn nhiều. Tốt hơn so với một thằng vừa mập, vừa lùn vừa xấu. Haru xem ra Taku đang ảo tưởng. Vì có được tất cả như vậy đều là nhờ vào sức mạnh gia tốc. Taku cũng kể lại về quá trình trở thành Cyan Pile, nhưng Haru xem đó chỉ là một sự ngu ngốc nên sẽ không thể đánh bại được mình. Vì chưa bao giờ Taku thắng mình ở trong game, nhưng hứa thì lại muốn dẹp ngay cái niềm kiêu hãnh này ngay. Haru né được đòn tấn công, nhưng bất ngờ Taku dùng vũ khí ở tay tấn công, một tay của Haru cũng đã bị đứt lìa. Haru cố gắng đứng dậy bỏ chạy, sau đó vào thang máy để đi lên trên. Lên tới trên, cảnh tượng trước mắt khiến Haru khá bất ngờ, tất cả các người chơi đều tới đây để kết nối Global Net. Taku cũng đang đi lên, Haru quyết liều một phen, Taku xem ra Haru muốn đánh du kích với mình. Nhưng giờ ở đây phải gọi là Silver Crow mới đúng, Haru quyết định kế hoạch đánh nhanh thắng nhanh, cậu né được đòn. Sau đó liền tung cú đấm, tiếp tục là đá, Taku tiếp tục phản công, Haru tiếp tục né. Sau đó bổ một cước từ trên xuống, một móc của tay phải, cũng đến lúc vừa đấm vừa giải tỏa nỗi lòng. Thiết đầu công được tung ra, thế rồi Haru liên tục vừa đấm vừa thông não cho Taku, bất ngờ Taku kích hoạt ám khí bắn ra từ ngực. Haru ăn đòn và bị thương rất nặng, Taku muốn Haru hãy sử dụng đòn tấn công đặc biệt, Haru đứng lên thì chân của bộ giáp cũng đã đứt lìa, sau đó cũng ngã quỵ. Hiện tại nhận ra mình không thể né đòn hay chạy được tiếp nữa, cả hai tiếp tục tranh luận về vấn đề của Chiyuri. Taku rất bức xúc việc Chiyuri ở bên mình nhưng lại nghĩ về Haru. Đổ thừa tất cả là do Haru nên cả hai không thể nào thoát ra được vùng lầy tình cảm đó. Muốn Haru hãy biến mất và để cả hai được yên, Taku đạp lên người Haru. Sau đó tiếp tục kích hoạt vũ khí của mình, muốn kết thúc mọi chuyện ở đây. Haru ăn trọn đòn tấn công ấy, dư chấn làm cậu phải bay thẳng từ sân thượng xuống đất. Hứa Taku rất vui, nhưng không ngờ Haru vẫn còn một ít máu. Hứa mặc kệ Haru vì thời gian cũng sắp hết. Sau đó cũng quay sang biện minh về bản thân mình với mọi người. Haru tỉnh lại, nhận ra đáng lẽ mình không được phép thua. Vì tình bạn, vì tình yêu, nước mắt cá sấu cũng tiếp tục chảy. Nhưng bất ngờ cậu phát hiện ra một điều. Cũng cố gắng bò lết đến chỗ đấy, đó chính là nơi chị yêu của cậu đang nằm. Haru nói ra việc mình đã không làm được, không thể bảo vệ được chị. Lời hứa của mình như gió thổi mây bay, tiếp tục nói ra ước muốn của mình. Em muốn được cùng chị về vùng biển vắng, mình sẽ sống như ngày thật tươi tắn. Haru nghe được nhịp tim đập của Kuroyuki, bắt đầu nhớ lại lời nói của Kuroyuki. Quyết định sẽ chiến đấu một lần nữa, cơ thể cậu cũng bắt đầu tỏa ra đau đớn, nhưng bất ngờ hơn bộ giáp lại biến đổi. Haru mọc cho mình thêm hai đôi cánh, cậu cảm nhận nó rất nóng, quyết định đến nơi đang đợi mình, liền bay thẳng lên trên ngay và luôn. Trên bầu trời Haru thấy được toàn cảnh thành phố Gia Tốc, công nhận thế giới này quá rộng lớn, sau đó lại rơi xuống. Mọi người vô cùng sốc khi thấy Haru đang bay, một người chơi biết đó chính là khả năng bay lượn, và Silver Crow chính là người đầu tiên bay lượn ở thế giới Gia Tốc. Taku tiếp tục điên lên vì nghĩ mình bị coi thường, thanh niên tung hết năng lượng đặc biệt, Haru cũng phản ứng ngay, Taku tiếp tục tung đòn. Haru cũng đâm thẳng từ trên xuống, cậu né được đòn của Taku và thành công đấm thẳng vào người Taku. Bầu trời cũng bị xé toang do haki bá vương của cậu, Taku tỉnh lại thấy mình đang ở trên trời, đến giờ năn nỉ van xin. Vì nếu Haru thả xuống, chắc chắn Khứa sẽ mất hết điểm, nhưng cũng công nhận đến phút cuối vẫn không thể chiến thắng Haru, giống như tất cả những trò chơi lúc trước cả hai từng chơi. Taku công nhận Haru thắng, chấp nhận buông tay và ra đi, Haru vẫn kịp nắm lấy. Ở thực tại thì công nhận không thể thắng Taku, nhưng ở đây thì có thể, nên cả hai đang ngang hàng. Cậu mong Taku hãy trở thành chiến hữu của mình, chiến đấu dưới sự lãnh đạo của Kuroyuki. Taku thì xem mình là một thằng phản bội khó có thể chấp nhận, nhưng Haru mong cả hai hãy có một khởi đầu mới. Thế rồi an toàn thả Taku xuống, bất ngờ Kuroyuki đã đi lên, Haru vô cùng xúc động khi thấy chị yêu dấu của mình. Cả hai liền ôm lấy nhau, Kuroyuki cảm ơn Haru rất nhiều, tối nay chị thưởng cho nhé. Công nhận đôi cánh của Haru rất tuyệt, linh cảm của mình đã đúng, vì người thay đổi thế giới này chính là Haru. Kuroyuki cũng xin lỗi Taku, vì đã trốn tránh những lần đối đầu cũng như giấu hình dạng thực sự của mình, và Kuroyuki muốn cho Taku thấy rõ hình dạng thực sự của mình, cô cũng biến đổi. Một vụ nổ xuất hiện, hình dạng thực của Hắc Vương Black Lotus xuất hiện, kẻ phản bội lớn nhất thế giới Gia Tốc. Haru xem nó rất đẹp, Kuroyuki muốn Haru cho mình bay một vòng, Haru cũng bế chị yêu mình lên và bay, bay cao nào. Kuroyuki cũng tuyên bố với tất cả, mình sẽ là người giành lại ngôi vị, sẽ công khai chấm dứt cái hòa bình giả tạo này, đến lúc phải chiến đấu thật rồi, về thế giới thực. Haru không biết phải nói gì khi gặp Kuroyuki, nhưng cô muốn Haru vào đây nhanh lên, cả hai rất vui khi gặp lại nhau, chương trình của Taku hack vào đã bị vô hiệu hóa. Người đỡ đầu cho cậu ta cũng bị mất hết điểm, Haru cũng đưa ví lại cho Kuroyuki, mẻ liền đỏ mặt. Haru xin lỗi vì mình đã thấy đồ ở trong, mà nè bé ơi, đừng gọi nickname của chị nữa được không? Gọi tên đi bé, Haru nói ra mình chưa biết tên thật của Kuroyuki, Kuroyuki cũng giới thiệu một lần nữa, về Taku. Cậu đã bị hội xanh dương mình trừng phạt, nếu thắng được cả hai, cậu có thể đi theo Hắc Vương hoặc bất kỳ ai. Cuộc chiến cũng diễn ra, cả hai không ngờ Taku lại có sức chịu đựng cao đến như vậy, thế rồi Vanquish xuất hiện. Ông ta chính là vua của hội xanh dương, Taku cầu xin sự tự do cho mình, ông ta cũng ra lệnh cho Taku đến cánh cổng và quyết định tha cho Taku lần này. Chiyuri thì tập thể dục, cô vừa hoàn thành phần chạy của mình, Haru đến. nhưng Chiyuri đã bơ cậu. Haru đến bệnh viện tìm Kuroyuki, cô bạn thấy vậy cũng rời đi để không làm phiền cả hai. Haru hỏi thăm Kuroyuki, chị yêu đã hoàn toàn bình phục, hôm nay mẻ thay đổi kiểu tóc nên bày đặt hớt tóc và nói mặt trời lặn rồi kia bé ơi, thanh niên cũng công nhận hoàng hôn đẹp thiệt. Thì ra Kuroyuki thay đổi kiểu tóc chính là vì hôm qua Haru nói thích kiểu này, quả nhiên con người ta sẽ thay đổi vì người mình yêu ngay. Haru đã phát hiện ra nhưng do không biết gì nên không thể giải tỏa, Kuroyuki nghĩ chắc nó không đẹp, ở kia chị nói vậy chết em, tóc của chị yêu hôm nay trông rất tuyệt. Bực bội à đúng là người yêu khờ của tôi, sau đó cả hai lên sân thượng tiếp tục tâm sự mỏng. Haru nói ra việc cậu và Taku đã kể cho Chiyuri biết tất cả mọi chuyện, Chiyuri thì rất thất vọng, còn tát cả hai và khóc rất nhiều, và từ đó trở đi cũng không còn nói chuyện với cả hai nữa. Kuroyuki nghĩ mình cũng có phần trong chuyện này, thế là cũng muốn đi nói chuyện với Chiyuri, nhưng Haru xem đây là chuyện của ba người, Taku thì muốn chuộc lỗi lầm của mình. Haru xem Taku rất giỏi nên nghĩ rằng sẽ tốt khi gia nhập cùng, còn muốn giúp Haru đạt level 2 trước khi Kuroyuki xuất viện. Kuroyuki công nhận Haru quả thật là người tốt bụng, vì dù thế nào cũng tha thứ. Thế rồi Haru cùng Taku bắt đầu chiến đấu cùng nhau, hiện tại cả hai đã có được 3 trận thắng liên tiếp. Haru cũng đã đủ điểm lên được level 2, đối thủ cảm ơn Haru, mong lần sau hãy đấu tiếp. Haru cũng cảm ơn Taku vì giúp mình, Taku hứa sẽ hỗ trợ Haru cho đến khi đạt level 4, cả hai người thì muốn chuộc lỗi, người thì nói tất cả tại mình. Hôm nay cũng sẽ tạm dừng tại đây, Haru bỗng muốn mình lên level ngay, Taku muốn ngăn lại nhưng đã quá muộn. Điểm của Haru đã rơi xuống còn là 8, Taku liền giải phóng ngay thế giới gia tốc, sau đó Taku tiếp tục xin lỗi vì đã không nói trước với Haru, vì nếu đủ điều kiện cũng không nên lên cấp ngay. Haru thì lại cho là lỗi mình, vì lúc nãy có cảnh báo phải 300 điểm mới có thể lên được level 2, hai thanh niên này đúng bạn thân. Hai thanh niên chuyên gia đổ lỗi và nhận lỗi, hiện tại Haru chỉ còn 8 điểm, nếu giờ mà thua thì sẽ toang ngay. Taku muốn chuyển điểm của mình sang cho Haru bằng cách cả hai thách đấu trực tiếp, sau đó sẽ lấy điểm lại từ từ với các trận sau. Taku xem đây là cách tốt nhất hiện tại, Haru thì không muốn làm thế, không muốn tấn công trong khi Taku đứng yên, nhưng đây là tình huống nguy cấp. Taku nghĩ chắc Haru đã mất niềm tin vào mình, sợ mình thừa nước đục thả câu. Haru không có ý này, cậu thấy không vui vẻ và chẳng ý nghĩa. Kuroyuki từng cứu mình bằng điểm của bản thân, nhưng lại chưa bao giờ bảo mình phải chia sẻ điểm, nên cũng muốn mình noi gương theo chị yêu. Thế rồi Taku buộc phải tìm cách khác, cho đến lúc đó không muốn Haru phải kết nối với bất kỳ ai. Taku thấy được Haru vẫn còn giữ 3 đôi dép của cả ba lúc nhỏ, thế rồi bất ngờ Chiyuri gọi cả hai. Haru đã mua rất nhiều bánh đến, đây là ý của Chiyuri, sẽ tha thứ khi cả hai đãi bánh cho mình. Chiyuri muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt, không hề muốn cả ba cứ ở trong tình trạng như này. Thế rồi cả ba cũng đã làm hòa, cùng nhau trò chuyện với Brain Burst. Cả Haru và Taku muốn giúp Chiyuri hiểu rõ hơn về nó. Taku muốn Chiyuri ném quyển nhật ký vào mình, thế rồi Chiyuri cũng làm theo. Cậu kích hoạt thế giới gia tốc và nhẹ nhàng né nó. Chiyuri liên tục ném, nhưng đều không thể trúng. Hai thanh niên giải thích nó chính là sức mạnh của thế giới gia tốc, nhưng Haru thì ăn chọn quyển sách. Thế rồi Chiyuri muốn cả hai ăn bánh cùng với mình, cả hai cũng bắt đầu chọn hương vị bánh. Bất ngờ Taku nghĩ ra một điều, có thể nhờ bouncer giúp đỡ Haru. Hôm sau đến bệnh viện Haru liền khen tóc đẹp của chị yêu, nhưng chị yêu lại hững hờ do ăn nên mới buộc như thế. Thứ tư này chị yêu cũng sẽ ra viện, hỏi việc lên cấp của Haru. Haru nói mình đã đạt được nhưng vẫn giấu chuyện điểm ít. Kuroyuki nói ra dự định mình sẽ chiếm Surinami làm địa bàn ngay khi ra viện. Haru hôm nay sẽ có một trận đấu. Kuroyuki mong Haru đừng quá gấp gáp, vì sẽ gặp vấn đề với điểm số ngay sau khi lên cấp. Thanh niên cố gắng làm con nai và ngơ ngác không biết gì. Được biết Bowser là vệ sĩ duy nhất của Brain Burst. Taku chỉ mới quan sát cậu ta qua một trận đấu. Avatar đó tên là Aqua Current. Cậu ta có nhiệm vụ giúp các người chơi có điểm số thấp trở về mức an toàn. Cậu ta được biết đến với cái tên The One, chỉ mới ở level 1. Thuê được cậu ta phải thỏa mãn vài điều kiện. Đầu tiên phải đạt level 2 hoặc thấp hơn. Thứ hai phải tiết lộ danh tính ngoài đời thực. Chỉ có thể đi một mình đến điểm hẹn mà không đảm bảo sự an toàn. Haru cũng đã đến nơi. Ở đây có một cái túi để sẵn. Phục vụ nói ra nó chính là của người mà Haru đang chờ. Bên trong có một máy tính bảng. Haru buộc phải nhập tên vào trước. Thế là cậu nhập tên nhân vật của mình. Xác minh cũng thành công. Nhiệm vụ sẽ được bắt đầu vào lúc 13:40. Haru nhận ra mình đang bị theo dõi. Thế là muốn chuồn vào nhà vệ sinh trước cái đã. Nhưng cậu không biết nó nằm ở đâu. Còn bị vấp té sắp mặt. Vô tình còn đè lên một cô gái. Vô tình nhưng cái tay của cậu thì không nhé. Thế rồi vô tình cũng phát hiện ra cô ta đang giữ một máy tính bảng. Nhận ra cô ta chính là Aqua Current. Cô ấy nói ra cái cặp này không phải của mình, nên làm ơn hãy trả lại nó. Haru không ngờ vệ sĩ lại là con gái, cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo, bất ngờ cô ta cũng muốn kết nối với Haru. Haru sợ mọi người hiểu lầm với cả hai, nhưng cô không muốn ai nghe lén cuộc trò chuyện. Haru công nhận cô ta giống với chị yêu của mình. Taku thì cũng đã đến tìm Kuroyuki. Kuroyuki cũng vào thế giới gia tốc ngay. Chiyuri bất ngờ biết tin Taku đã rời câu lạc bộ kiếm thuật, thầy giáo cũng không rõ lý do. Taku chỉ nói mình có việc khác phải làm. Taku thì đang ở cùng với Kuroyuki. Kuroyuki muốn Taku chiến đấu cùng mình. Cuộc trò chuyện của Haru thì vẫn đang tiếp tục. Aqua Current đang nắm rõ thông tin về Haru. Cô công nhận Haru là người duy nhất không biết mình nổi tiếng ở thế giới gia tốc, người bay lượn duy nhất và cũng là một thiên tài, nhưng ngoài đời thực thì ngược lại, do mình vụng về nên mới rơi vào tình trạng nguy hiểm này. Cô cũng nói ra mình đúng là Aqua Current, sẽ giúp đỡ Haru tới khi đạt được 50 điểm và hãy gọi mình là Karen. Cũng muốn Haru cùng đăng nhập và tham gia trận đấu nhóm. Karen đưa ra kế hoạch trước khi bắt đầu, thanh niên không có câu hỏi gì, nhưng chỉ nghĩ đến việc có nên xin lỗi việc chạm bưởi của Karen. Karen thì biết Haru đang nghĩ gì, thế rồi thế giới gia tốc được mở. Karen là một chú chuồn, muốn Haru hãy học cách suy nghĩ khi kết nối, vì mình có thể nghe thấy mọi chuyện. Haru khá bất ngờ khi Karen định chọn đối thủ level 3 và 4. Do cả hai cộng lại là level 3, nên chọn đối thủ cộng lại hơn 6, thì dù có thua cũng sẽ không bị mất điểm. Thế rồi đối thủ cũng được xác định. Haru nhận ra Karen rất cân nhắc trong việc chọn lựa đối thủ. Karen không muốn Haru thua trận này, nhưng quan trọng không phải chiến thắng, mà là tận hưởng trò chơi. Haru nói ra đây chính là lời người đỡ đầu mình nói, thế rồi cũng đến lúc bắt đầu. Cả hai đến với màn khu rừng bào mòn, Haru cũng thấy được hình dạng của Karen, đối thủ cũng xuất hiện. Cả hai cũng di chuyển xuống, đối thủ đã lộ mặt. Phía này Taku vẫn đang choảng nhau với Kuroyuki. Kuroyuki muốn Taku hãy hết mình mà chiến đấu. Cũng biết Taku đã không còn tham gia giải đấu kiếm đạo nữa, cậu cho rằng đây là cách giải quyết mọi chuyện, vì đã phạm tội nên không thể cứ như này mãi được. Kuroyuki đoán Taku muốn vứt bỏ đi tất cả những gì mình đạt được, đoán Taku cũng muốn vứt bỏ đi cả Brain Burst. Cậu cho nó là cách duy nhất. Kuroyuki mong Taku nghĩ đến Haru và Chiyuri, vì như vậy là đang như đạp lên cảm xúc của họ. Taku không biết mình phải làm cái méo gì nữa, cũng bắt đầu chịu đánh nghiêm túc. Về Haru và Karen, cả hai đã thấm mệt, đối thủ không ngờ nhỏ mà sung. Karen biết rõ kỹ năng của Sandblast nên cảnh báo rõ cho Haru, cả hai sẽ chia ra đánh. Sandblast sẽ là đối thủ của Karen. Haru thành công nắm chân Sandblast, cả hai cùng rơi xuống đầm lầy, đây là đầm lầy có độc. Sandblast nghĩ mình level 4 nên máu của Haru sẽ hết trước, nhưng độc không có tác dụng với bạc. Sandblast biết đúng là bạc kháng độc, nhưng bản chất của nó lại dẫn điện tốt nhất. Sandblast cũng giật điện Haru ngay, máu của cậu cũng bắt đầu tuột, thanh năng lượng thì đã đầy. Cậu liền mở cánh mình bay lên, tiếp tục xông phi cước từ trên xuống, nhưng chiến thắng vẫn chưa có. Sandblast đã kịp tiếp ứng và khẳng định cả hai sẽ thua cuộc. Taku thì liên tục tấn công vào Kuroyuki, vẫn không biết cách nào để chuộc lại lỗi lầm của mình. Kuroyuki không muốn Taku xóa Brain Burst để chuộc lỗi lầm, đơn giản lúc này vì Taku chỉ muốn chạy trốn. Hai người bạn thân thì tha thứ và không cho là có chuyện gì, thì tất nhiên cậu sẽ càng thấy tội lỗi hơn, đơn giản vì Taku đã quá tự mãn. Taku cho rằng Kuroyuki đã lầm. Haru lúc này chỉ biết bỏ chạy, đối thủ xem cả hai chẳng có tí đồng đội gì, chẳng hỗ trợ nhau miếng nào. Dù mạnh đến đâu nếu không phối hợp thì chỉ bằng số 0, Haru cho nó là đúng, nên kết quả trận đấu chưa thể an bài, vì mình đã tham gia nhiều với đồng đội. Nên Haru luôn tin tưởng đồng đội mình tuyệt đối và cũng rất tin vào Karen, nghe vậy đối thủ liền muốn kết hợp để thổi bay cả hai. Karen đột ngột di chuyển, Karen không muốn cả hai bị dính đòn chung, đối thủ bắt đầu phối hợp tung đòn. Cơ thể của Haru đang bắt đầu bị hút đi, Haru quyết định chạy thẳng vào trong, thế là bị ăn điện giật tím người, đây chính là đòn kết hợp của cả hai. Haru cũng sắp hết máu, Kuroyuki biết Haru đã đưa ra lời khuyên cho Taku, thế vì sao lại không làm theo nó. Haru xem cậu chính là người bạn thân nhất, Haru bên này thì quyết không thể thua, vì mình và bạn thân Taku mình đang chờ đợi một khởi đầu mới. Karen đã đỡ đòn điện giật, vì cơ thể nước của mình là hoàn toàn tinh khiết, nên Karen sẽ miễn nhiễm với điện áp, Haru cũng đã bay lên trên. Cậu cũng sẵn sàng tung cước xuống, Kuroyuki bên này thì vẫn thông não của Taku, việc phát triển bản thân chính là nhờ thi đua và giúp đỡ bạn bè. Từ trước giờ luôn hành động một mình sẽ chắc gì đã biết đến cảm giác tuyệt vời ấy, nên hãy cố gắng tiếp cận tiềm năng vô hạn của nó. Haru đã tấn công thành công. Cả hai đã trở về thực tại, Haru đã có 54 điểm, nên công việc của Karen đã hoàn thành. Karen cũng biết ơn Haru đã cho mình học được nhiều điều. Haru cũng rất mong lúc nào đó cả hai có thể gặp lại nhau, nhưng Karen không muốn như vậy. Mình chọn nơi đây vì có rất ít Burst Linker tới đây. Điều này khiến mình lấy lại khoản trả chậm hơn. Tiếp tục Karen gia tốc, đến lúc Karen sẽ lấy tất cả điểm của Haru. Với một cuộc đối kháng của cả hai, đây chính là khoản trả chậm Karen nói đến. Haru nói ra mình đã tin tưởng, từ lúc gặp đã xem Karen là người tốt. Cũng đã đánh một trận sống mái với bạn thân nhất của mình mới gần đây, đã đánh với tất cả niềm căm hận của mình, nhưng sau cùng vẫn chọn việc tin tưởng. Nên từ lúc đó đã quyết, mình sẽ không bao giờ thay đổi suy nghĩ này, tin một ai là tin tới cùng. Karen nói ra mình đang chém gió, chỉ muốn dọa Haru một xíu, nhưng quả cũng không dọa được, nhưng Haru cho là có. Karen đưa ra những lời khuyên cho Haru, sau đó sẽ lấy đi ký ức của cả hai vừa trải qua, Karen cũng kích hoạt nó. Haru cũng dần tỉnh lại ở thế giới thực, không biết mình làm cái quần què gì ở đây, không biết chuyện gì vừa xảy ra. Taku về nhà thì nghe mẹ mình nói Chiyuri mang đồ đến, đó là đồ của cậu ở câu lạc bộ, cậu cũng có chuyện muốn nói với mẹ mình. Hôm sau Chiyuri chờ Haru ở trước cổng trường. Chiyuri không muốn Haru thờ ơ nữa, muốn hôm nay Haru đãi mình nhiều kem hơn, Taku cũng cho là thế. Cả hai bất ngờ vì Taku ở đây, thì ra Taku đã xin phép chuyển trường đến đây. Taku cũng gặp Kuroyuki ở trường, cậu hứa từ giờ mình sẽ thay đổi mọi thứ bằng chính đôi mắt của mình. Taku thắc mắc vì sao Kuroyuki lại biết nhiều về mình thế, cô nói ra vì đã phạm lỗi giống như Taku trong quá khứ nhưng không thể cứu vãn. Haru và Chiyuri rất vui khi Taku đến học chung trường. Lãnh thổ hay quyền hạn cho các Legend điều khiển khu vực được quyết định bằng các trận đấu giành địa bàn mỗi buổi chiều thứ Bảy. Các trận đấu cả hai đội đều có số quân giống nhau bất kể level. Haru được giao đi thực hiện nhiệm vụ, cậu quyết định đầu tiên mình sẽ phá tan tuyến phòng ngự của quân địch, nhưng quá tự tin nên đã bị bắn du kích, cũng đã bị kẻ địch chĩa súng vào đầu. Haru cũng tỉnh lại ở thế giới thực, tan học trở về, cậu kể lại Chiyuri và Taku về quá trình luyện tập rất khó khăn. Mình chỉ dừng lại ở level 4, Taku cũng rất lo cho cậu. Haru biết vì nếu không có khả năng bay lượn thì mình chỉ là một chiến binh cận chiến, thế nên mình mới học cách né đạn phòng không. Chiyuri than phiền vì cả hai cứ suốt ngày nói đến game, thế rồi mẻ đòi ăn kem tiếp, mệt mẻ ghê. Haru trở về nhà, cậu vẫn quyết tâm mình phải mạnh mẽ hơn, bất ngờ em cậu chào mừng cậu về nhà. Haru thì what the hell, mình có em gái dễ thương dữ vậy trời, cô bé đang làm bánh để cho anh mình thưởng thức. Haru nghĩ đây chính là ảo giác hoặc ảo tưởng, ai đó đã đặt bẫy vào thị giác của mình, bởi vì em gái của mình không thể dễ thương như này. Như đây chính là hàng thật shop nhé, cậu thử tháo vòng cổ mình ra để chứng minh một lần nữa, nhưng ơ kìa, cô bé vẫn ở đây. Cô bé nói ra mình là Saito Tomoko từ gia đình Nakono, đang học lớp 5 tiểu học, cả hai là anh em dòng họ gần với nhau, mình vẫn còn non nớt mong Haru chỉ dạy. Cậu cũng nghe lại lời dặn dò của mẹ mình khi bà đi công tác, muốn cậu là người chăm sóc con bé, cô bé cũng mời cậu ăn bánh mình mới vừa làm. Tomoko lễ phép xin lỗi vì đã dùng bếp mà không xin phép, vì đoán Haru đói nên đã làm nó. Haru cảm ơn Tomoko, cậu dùng bánh và khen nó rất ngon. Tomoko còn lấy miếng bánh vụng trên miệng Haru và ăn nó, khiến thanh niên phải điêu đứng vì điều này. Haru rủ Tomoko cùng chơi game, nhưng Tomoko không thích chơi game cho lắm, cũng không thích đeo Neuro Linker tí nào. Tomoko muốn cùng nhau trò chuyện về cuộc sống học sinh trung học của anh họ mình, thế rồi Haru không ngờ cảm giác có em gái là như thế. Cả hai sẽ ở chung đến tận 3 ngày khi mẹ cậu về, thanh niên liền có suy nghĩ bậy bạ, nhưng cũng không ngờ mình lại có người em họ hàng. Cậu tìm thử ảnh dòng họ mình, nhưng không thấy nhà của Tomoko, bất ngờ Tomoko mở cửa vào phòng tắm cùng Haru. Oniichan ơi, em vào được không ạ? Do chờ đợi quá lâu nên Tomoko không thể chờ được, cô bé xem là anh em họ hàng nên chẳng sao cả. Bất ngờ Haru thấy cổ của Tomoko, thế rồi tiếp tục tìm hình ảnh từ gia đình mình, thế rồi phát hiện ra Tomoko là một Burst Linker, vì trên cổ có vết giám. Cũng không hiểu vì sao Tomoko đã dễ thương hơn gấp 10 lần hơn xưa, thế rồi mẹ liền lật mặt ngay luôn, cũng biết đã giả mạo bức thư từ mẹ và Saito. Biết rõ kế hoạch của cô bé, làm vậy hơi quá rồi bé ơi, mẹ liền sùng máu lên liền, muốn Haru phải buộc nghe theo lời của mình. Mình là Scarlet Rain và sẽ bắt Haru trả giá vì đã sỉ nhục mình. Cô rời đi nhưng đã trượt chiếc khăn tắm và té ngã vào chỗ của Haru. Thanh niên tiếp tục có số hưởng, ôm trọn hai trái chanh của mẹ luôn. Cả hai chỉ biết tá hỏa tâm tinh với nhau, nhất định tôi sẽ giết anh Haru à. Sau đó rời đi, Haru cũng liên lạc với Kuroyuki, có chuyện muốn hỏi việc chị có từng nghe đến người chơi nào tên là Scarlet Rain. Kuroyuki liền phản ứng ngay, Kuroyuki nói ra Scarlet Rain chính là Hồng Vương đời thứ hai, thế rồi cô bé cũng quay lại, thế rồi cũng gia tốc ngay, thế là Haru buộc có cuộc đối kháng trực tiếp với Hồng Vương cũng chính thức lộ diện. Hồng Vương còn bắt đầu mặc thêm một bộ giáp khổng lồ vào, Haru chỉ biết đứng nhìn vì mình quá nhỏ bé, cậu nhận ra mình không được chạy, vì màu đỏ là chuyên về đòn tấn công tầm xa. Chạy trốn là điều ngu xuẩn nhất, nhưng Rain quyết giết Haru theo lời đã nói, Haru chỉ biết chạy vòng và giải thích vì mình không cố tình bóp chanh của Rain. Cậu định tấn công vào khớp nối phía sau của cỗ máy của Rain, nhưng cỗ máy bắt đầu kè lửa ngay, nhưng do cấu tạo nên bộ giáp của Haru có thể chống lửa. Thế rồi quyết định thử lại một lần nữa, nhưng lần này Rain đã bắt đầu xả đạn, Haru liền quay đầu xe ngay, may mắn kịp thời nhảy ra ngoài. Cũng kịp thời sử dụng cánh của mình nếu không thì tiêu, tòa nhà cũng đã đổ sập, nhưng bất ngờ Rain tấn công làm mất một cánh tay của Haru. Sức công phá của nó làm thủng mất đi một tòa nhà lớn, Hồng Vương muốn thử đạn phòng không của mình, cô quyết xử gọn Haru dâm tặc, liên hoàn bão đạn được bắn ra. Haru cố gắng di chuyển để né đạn, cậu cảm nhận có thể thấy được nó, quyết định được ăn cả. Ngã về không, tung một cú đá thẳng mặt với Rain, nhưng Rain đã bất ngờ tách cỗ máy của mình ra, thế là nhẹ nhàng né đòn của Haru. Em thắng rồi nhé Oniichan của em, Rain muốn Haru nghe lời thỉnh cầu của mình, chính là muốn gặp Hắc Vương ngoài đời thực. Thế rồi hôm sau Haru cũng đến gặp Kuroyuki, cũng như thường lệ chị yêu luôn là người đến sớm. Kuroyuki hỏi về cuộc gọi hôm qua của Haru, cậu cũng kể lại tất cả mọi chuyện. Kuroyuki cũng rất tức giận nhưng không ngờ Hồng Vương lại mạo hiểm hack ngoài đời thực, không biết cô ta muốn gặp mình để làm gì, Haru chỉ biết cô ta sẽ giải thích khi gặp chị yêu. Kuroyuki muốn Haru xem trận chiến với Hồng Vương là một bài học quý báu, vì dù có nhiều điểm cũng chưa chắc có cơ hội, cũng hỏi đời thứ hai của Hồng Vương như thế nào. Haru xem nhỏ đó điên lắm chị ạ, sức mạnh rất to lớn, Kuroyuki cũng biết nó được xem là một pháo đài bất bại, Haru cũng nhớ lại lúc trước chính chị mình đã chém đầu của Hồng Vương và kêu gọi hòa bình. Nghĩ có thể đó là người rất quan trọng với chị mình, nhưng cũng xin lỗi vì những câu hỏi thiếu tế nhị lẫn cuộc gọi ngày hôm qua, nhưng Kuroyuki xem chuyện này không sao. Từ lâu mình đã quyết tâm rồi, quyết định tất cả người chơi khác đều là kẻ thù, nhưng lúc này đúng là khôi hài, Haru nắm lấy tay chị yêu. Hứa với lòng sẽ không bao giờ chiến đấu chống lại chị yêu mình, không bao giờ xem chị là kẻ thù của mình. Hiện tại cả hai đã xem như gia đình hơn là địch thủ, nguyện làm nô lệ cho em. Nguyện yêu em suốt cuộc đời, ân cần chăm sóc cho em từng giấc ngủ. Video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ bấm like và theo dõi kênh của mình nhé, để chờ đợi các phần tiếp theo nha. Mãi yêu!